Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên mục đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí số đầu tiên năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến việc tăng cường thi hành kỷ luật Đảng, xử lý đảng viên vi phạm Đảng bộ huyện Bắc Hà. Cùng với đó là quan điểm chỉ đạo của tỉnh Lào Cai trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần lấy phòng là chính. Trước tiên là những tin tức đáng chú ý liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị công tác đội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022 vừa tổ chức mới đây, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu cần tập trung đẩy nhanh điều tra xét xử các vụ việc phòng chống tham nhũng. Theo đánh giá, năm 2022, tỉnh Lào Cai đã bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các ngày lễ kỷ niệm, các đoàn công tác trung ương, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh. Tỉnh cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo theo quy định của pháp luật và yêu cầu cải cách tư pháp. Đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy. Tỷ lệ điều tra tội phạm về trật tự xã hội đạt kết quả cao. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường. Xử lý dứt điểm một số vụ việc, vụ án, khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, triển khai các chương trình kế hoạch của địa phương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Và cũng đề nghị các cơ quan đơn vị, các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh đã chỉ đạo, tăng cường cái khâu phòng kiểm tra giám sát. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành chức năng các địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án về tham nhũng tiêu cực, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo, phản ánh phức tạp kéo dài. Năm 2022 có 2 tổ chức đảng, 214 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Đó là con số được đưa ra tại hội nghị tổng kết của ngành kiểm tra giám sát vừa được tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, công tác kiểm tra giám sát không có vùng cấm, không có ngoại lệ, và thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, đúng người, đúng vi phạm. Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, triển khai các cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đồng thời thực hiện nhiệm vụ do điều lệ đảng quy định. Số lượng các cuộc kiểm tra giám sát đều tăng so với cùng kỳ. Ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là cấp huyện, quan tâm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong nhiều lĩnh vực, nội dung khác nhau. Trong năm qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 771 tổ chức đảng và 3.830 đảng viên, đạt 152% so với năm 2021. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 34 tổ chức đảng và 92 đảng viên, kiểm tra xong và kết luận đối với 29 trên 34 tổ chức đảng có vi phạm. Tuy nhiên, chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, đã kiểm tra xong, kết luận đối với 92 trên 92 đảng viên. Trong đó, 82 đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật 23 đảng viên. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng, 214 đảng viên. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện công tác giám sát thường xuyên, đã giám sát chuyên đề đối với 1.151 tổ chức đảng và 3.304 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều chỉ tiêu về công tác kiểm tra giám sát đạt cao so với cả nhiệm kỳ. Trong đó, kiểm tra giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng đạt 44%, đối với tổ chức đảng là 69%, đối với đảng viên kiểm tra giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt từ 77% trở lên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy khẳng định,
Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong công tác kiểm tra giám sát, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, đúng người, đúng vi phạm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, năm 2023, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện đề án số 16, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025, tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên, gắn với kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Tổ chức thực hiện tốt nội dung kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản thu nhập, tập trung kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, mở rộng hoạt động giám sát ở tất cả các cấp, triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan ban ngành có liên quan. Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tổ chức ký quy chế phối hợp về một số hoạt động về công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức việc theo dõi, nắm tình hình và tham mưu xử lý các vấn đề đột xuất, nổi cộng, phức tạp liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, vụ việc tham nhũng tiêu cực, kinh tế được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Chỉ đạo tổ chức các cuộc khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình dư luận xã hội có liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho tỉnh ủy, tham gia ý kiến cho công tác xây dựng pháp luật, trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính. Thường xuyên nắm tình hình nhân dân và tổng hợp việc phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của các tổ chức thành viên, cử tri và nhân dân. Giám sát hoạt động của cơ quan tổ chức, người đứng đầu trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng. Chỉ đạo tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản của cơ quan nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân thuộc các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực. Thưa quý vị và các bạn, công tác xử lý đảng viên, tổ chức đảng vi phạm luôn là vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, từ khi triển khai đề án số 16 đến nay, tại nhiều địa phương đã quyết liệt hơn trong việc xử lý sai phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất cứ người đó là ai. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Bắc Hà. Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống từng là vấn nạn nhức nhối tại nhiều xã vùng cao của Bắc Hà. Không chỉ có người dân mà những người đứng đầu ở địa phương cũng vi phạm. Để tạo sức răn đe, Ủy ban Kiểm tra Bắc Hà đã vào cuộc xử lý nghiêm minh trường hợp cán bộ vi phạm. Mới đây, Bí thư Đảng ủy một xã tại Bắc Hà đã bị cách tất cả các chức vụ trong đảng do để con chưa đủ 18 tuổi kết hôn, đã cho thấy rõ sự quyết liệt để tạo chuyển biến đối với cán bộ đảng viên. Trước đây thì cũng đã có xảy ra trong những kỳ trước, mà trong những kỳ này là có cái việc kiểm tra giám sát là rất là chặt chẽ nên là cũng hạn chế. Tuổi đối là không có cái cán bộ đảng viên vi phạm trong cái công tác hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn. Nếu là vi phạm thì sẽ xử lý rất là nghiêm trong cái việc là xử lý cán bộ đảng viên trong cái việc vi phạm. Không chỉ có tảo hôn, việc kiểm tra giám sát được Đảng bộ huyện Bắc Hà tăng cường ở rất nhiều lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Quan điểm của địa phương là kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm nhằm tạo sức răn đe. Đặc biệt, có nhiều vụ việc sai phạm chưa có tiền lệ liên quan đến các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ huyện đều đã xử lý nghiêm minh theo đúng quy định. Đơn cử như mới đây, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Bắc Hà bị cách chức do vi phạm những việc thẩm phán không được làm. Cũng rất chăn trở, cũng rất thương xót khi phải kỷ luật một cán bộ đảng viên. Nhưng để thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt các nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của đề án 16 theo chỉ đạo chung thì đau xót đến mấy thì chúng ta cũng phải dứt ruột ra đi. Con sâu bỏ dầu nồi canh cũng phải quyết tâm thực hiện cho bộ máy trong sạch. Chỉ tính riêng 2 năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra huyện ủy đã tiến hành kỷ luật 117 đảng viên do những vi phạm như nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Công tác giám sát thì sẽ mở rộng để có cái cảnh báo từ xa và công tác kiểm tra sẽ có tập trung trọng tâm trọng điểm để xử lý những vấn đề. Và trong những năm qua, đặc biệt là 1-2 năm gần đây sau đại hội đến nay, thì chúng tôi đã có kiểm tra xử lý rất nhiều những cán bộ đảng viên vi phạm và đã phải xử lý kỷ luật đến mức độ cách chức và cho thôi việc. Tình trạng e dè, ngại va chạm, thiếu tính chiến đấu, bao che cho vi phạm,
nương nhẹ cho nhau đã được khắc phục. Tính nghiêm minh trong thi hành kỷ luật đảng đã được thể hiện rõ nét hơn trong 2 năm thực hiện đề án 16 của tỉnh ủy. Từ đó đã tạo sự chuyển biến rất lớn trong cán bộ đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, công tác đấu tranh và phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Lào Cai cũng đang thực sự tạo chuyển biến rõ nét. Kết quả đó có được ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tỉnh cũng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát nhằm sớm phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực để có biện pháp phòng ngừa. Triển khai đề án số 16 của tỉnh ủy, huyện ủy Bảo Thắng đã chủ động đổi mới công tác thanh tra kiểm tra giám sát, nhất là tăng cường kiểm tra giám sát ở cấp ủy cơ sở. Qua hoạt động này, nhiều vi phạm ngay từ khi mới manh nha đã sớm được phát hiện và xử lý kịp thời. Đơn cử như vụ lập hồ sơ khống để rút tiền xây dựng nghĩa trang ở xã Bản Việt, hay sử dụng bằng cấp giả xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp ở xã Phú Nhuận. Mới đây qua xác minh đơn thư tố cáo của công dân, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Bảo Thắng đã ra quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo với đồng chí huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận. Theo đó, cấp ủy ở địa phương này đã buông lỏng quản lý trong lĩnh vực đất đai, dẫn đến việc tranh chấp, đơn thư khiếu nại gây bức xúc trong nhân dân. Cũng qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Bảo Thắng xác định rõ vai trò của bí thư Đảng ủy xã Phú Nhuận: thiếu trách nhiệm, không thực thi đúng chức năng nhiệm vụ, thiếu kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để cấp dưới thực hiện sai. Ngoài ra, người đứng đầu cấp ủy còn được cho là thiếu kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời em trai mình sử dụng bằng cấp giả để làm cán bộ. Thông qua việc đấy thì để làm cho cái đội ngũ cán bộ chúng ta có cái thái độ làm việc tốt hơn đấy, và nó có trách nhiệm hơn. Thế và cán bộ đảng viên phải nói là cái thái độ làm việc được nâng lên rất là rõ rệt. Thì thông qua cái việc kiểm tra, nhắc nhở, thế rồi là cái việc cái xử lý kỷ luật thì nó làm cái động lực để làm cái cho những cái đồng chí mà đã có khuyết điểm thì có cái chiều hướng phấn đấu tốt hơn. Người chưa khuyết điểm thì có xây dựng biện pháp để tránh. Thì đây chúng tôi đánh giá là đây là cái hiệu quả rất là tốt trong công tác xây đảng trong những năm vừa qua. Sự đổi mới quyết liệt trong thực hiện đề án số 16 đã thực sự tạo ra những chuyển biến hết sức tích cực, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Chi đảng bộ cơ sở nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, vụ việc dư luận xã hội quan tâm. Qua hoạt động này, sớm phát hiện ra những sơ hở về thực hiện chính sách để có biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Đề xuất với các cấp có thẩm quyền rà soát lại các cái cơ chế chính sách cũng còn có những cái bất cập, những cái sơ hở để quá trình thực hiện là cũng dễ lợi các cái đối tượng cũng dễ lợi dụng cái này và dẫn đến sai phạm. Và một cái điểm nữa trong công tác kiểm tra giám sát, chúng tôi với cái quan điểm đó là xác định lấy xây là chính, lấy cảnh báo ngăn ngừa các cái vi phạm có thể xảy ra từ sớm từ xa. Lấy xây là chính là quan điểm chỉ đạo của tỉnh ủy Lào Cai thông qua hoạt động thanh kiểm tra giám sát. Trong 2 năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với 5.504 lượt tổ chức đảng, trên 12.600 đảng viên. Con số đó phần nào phản ánh sự quyết liệt của tỉnh trong công tác phòng ngừa tham nhũng qua hoạt động kiểm tra giám sát. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát phải trên quan điểm là trị bệnh để cứu người, với tinh thần trách nhiệm cao, kết luận chính xác, đúng bản chất, song cũng phải có tính thuyết phục và tính nhân văn. Chúng ta không nặng về kiểm tra để tìm những cái khuyết điểm, những cái tồn tại để xử lý kỷ luật, mà bên cạnh cái hoạt động kiểm tra giám sát, chúng ta phải phát hiện những cái điểm tích cực, điểm mạnh, nhân rộng và để phát huy những mặt mạnh của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng. Ngoài tăng cường hoạt động thanh tra giám sát, việc đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ nhân dân, giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là những nhiệm vụ được tỉnh Lào Cai chú trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tại đây, chương trình Đảng trong cuộc sống chuyên đề Lào Cai đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai thực hiện cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.